giải luật dân tộc Tranh Quốc Phùng Hưng lần thứ nhất thị xã Sơn Tây năm 2022. Xin thề, một, điều kiện các trận thi đấu vô tư, khách quan, chính xác và đúng luật. Hai, chấp hành và thực hiện các quy định của ban tổ chức đề ra. Ba, tạo điều kiện cho các vận động viên thi đấu đạt kết quả cao. Xin thề, xin thề, xin thề.